Không phải chứng khoán, đây mới là khoản đầu tư quan trọng nhất ghét học được ở Buffett, ít ai ngờ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiếm tiền của bạn. Trong khi cả thế giới trầm trồ trước khả năng đầu tư của thần chứng khoán thì có một khoản đầu tư khác của Buffett khiến ghét ấn tượng hơn cả. Tỷ phú Bin ghét và huyền thoại đầu tư Warren Buffett ban đầu có vẻ không hợp để kết bạn cho lắm, ngay cả bản thân ghét cũng nghĩ như vậy. Khi mẹ ghét muốn ông gặp nhà tiên tri xứ Omaha ba thập kỷ trước, ban đầu ghét do dự và nói ông ấy chỉ mua và bán những mẩu giấy. Con không nghĩ bọn con có nhiều điểm chung. Thế nhưng với sự hỗ trợ từ các bà mẹ, ghét đến nay vẫn nhớ chính xác ngày ông gặp Buffett, ngày 5 tháng 7 năm 1991. Trong hơn 30 năm qua, ghét đã học được rất nhiều bài học quan trọng từ một người mà ông gọi là đồng nghiệp, bạn thân và thậm chí giống cả người cha. Thế nhưng bài học có tác động lớn nhất với nhà đồng sáng lập Microsoft lại không liên quan đến tài bạc. Điều quan trọng nhất là tôi được hiểu tình bạn là gì, Gates viết, cách tỷ phú đầu tư vào tình bạn. Vậy tình bạn là gì? Theo Bill Gates, đó là việc trở thành người bạn mà chính bản thân mình ao ước có được. Buffett vốn nổi tiếng với sở trường đầu tư kỳ lạ vào các công ty, nhưng Gates lại ấn tượng nhất với khả năng đầu tư vào con người của tỷ phú 93 tuổi tôi luôn ngạc nhiên trước cách ông ấy thu hút mọi người và khiến họ cảm thấy vui vẻ khi học một điều gì đó từ chính gua rừng dù gua rừng luôn có lịch trình bận rộn ông vẫn dành thời gian để nuôi dưỡng tình bạn điều ít ai làm được ông ấy chỉ đơn giản cầm điện thoại lên và nói xin chào với tôi thế là đủ ghét giải thích thêm bin ghét gọi những cuộc trò chuyện đó là điều ông chú ý nhất trong cả tuần nhưng một cử chỉ khác của buffet thậm chí còn khiến ghét thấy ý nghĩa hơn cho đến tận hôm nay, mỗi khi tôi đến Omaha, điều mà tôi cố gắng làm bất cứ khi nào có thể, Wilson vẫn lái xe đến sân bay đón tôi. Dù đó chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng lại có ý nghĩa to lớn với tôi. Tôi luôn nôn nóng chờ cửa máy bay mở ra vì biết rằng Wilson sẽ chờ với một câu chuyện hoặc một trò đùa mới. Và tôi sẽ lại học hỏi và cười đùa với ông ấy, tỷ phú 67 tuổi kể lại. Với một người giàu đến mức có thể dễ dàng gọi một chiếc trực thăng để đi nhờ như ghét, ông vẫn cảm thấy cảm động vì hành động thể hiện sự quan tâm và chân thành của Buffett. Và đó chính là một trong những cách huyền thoại đầu tư 93 tuổi vun đắp những tình bạn quý hơn vàng, theo ông suốt gần như cả cuộc đời. Khoa học chứng minh tình bạn ảnh hưởng đến thu nhập, chất lượng sống. Nghiên cứu của Đại học Harvard về sự phát triển của người trưởng thành bắt đầu vào năm 1938 với hơn 700 người tham gia. Trong suốt cuộc đời, những người tham gia nghiên cứu sẽ trả lời các đánh giá về cuộc sống, sức khỏe và hạnh phúc, bao gồm cả các bài kiểm tra có quét não. Mặc dù những người này đến từ những nơi khác nhau và nền tảng kinh tế khác nhau, thì có một kết quả được chứng minh rõ ràng. Những người có nhiều mối quan hệ xã hội chất lượng cao sẽ có sức khỏe tốt hơn trong thời gian dài hơn, trong khi người sống đơn độc lại ngược lại. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature hồi tháng 7 năm 2022 đã chỉ ra chìa khóa để thoát nghèo và kiếm được nhiều tiền hơn ở tuổi trưởng thành có thể là những người bạn đồng hành trong thời thơ ấu. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard, Stanford, NIDAP-Lewsop, Viện Santa Fe đã phân tích bạn bè của 72 triệu người, khoảng 84% người trưởng thành ở Mỹ từ 25 đến 44 tuổi. Nghiên cứu cho thấy rằng nếu những đứa trẻ khó khăn có 70% bạn bè là người sinh ra trong gia đình giàu có thì thu nhập trong tương lai của chúng sẽ tăng trung bình 20%. Tình bạn vượt tầng lớp này được các nhà nghiên cứu gọi là sự kết nối kinh tế. Nó có tác động mạnh mẽ đến một người hơn cả chất lượng trường học, gia đình, khả năng làm việc hay thành phần chủng tộc của người đó. Doanh nhân nổi tiếng Jim Jones từng nói, con người bạn là trung bình của 5 người mà bạn dành thời gian nhiều nhất. Đó chính là lý do, nếu bạn muốn phát triển và thành công hoặc chỉ đơn giản là có cuộc sống chất lượng hơn, bạn hãy dành thời gian đầu tư cho tình bạn và chọn được những người tốt để cùng tiến lên về mọi mặt trong cuộc sống.